Xin chào các bạn, mình là Tòng Văn Minh, đến từ đơn vị đoàn cơ sở công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Mình xin giới thiệu về cuốn sách Hẹn bạn trên đỉnh thành công, con đường để tới đích và chọn. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao họ có những người họ rất giàu, họ sở hữu rất nhiều tài sản, rất nhiều nguồn nhân lực, họ có địa vị trong xã hội, tuy rằng họ không phải là những cử nhân, không có xuất thân từ những gia đình có địa vị, từ những con phố sầm uất mà chỉ từ những ngôi làng nhỏ hay thậm chí từ những khu ổ chuột chưa? Có bao giờ bạn thấy thắc mắc tại sao xuất phát điểm của bạn bằng hay thậm chí hơn ai đó mà họ lại đạt được thành công sớm hơn bạn? Bạn có bao giờ cho rằng điều đó là không công bằng? Nếu không phải vậy thì nguyên nhân tại đâu? Hãy để cuốn sách Hẹn bạn trên đỉnh thành công giúp bạn giải đáp thắc mắc này nhé. Không giống như những cuốn sách văn học hay tiểu thuyết, những cuốn sách viết cho các bạn trẻ thường có những bố cục rất rõ ràng và mạch lạc, giúp người đọc có thể định hướng ngay từ đầu. Đến với cuốn sách này, bạn có thể mở bất cứ chương nào và bắt đầu thưởng thức mà không cần phải theo mô típ chung. Cuốn sách gồm 7 phần, có tới tận 26 chương và cách viết rất đặc biệt. Thông thường khi bắt đầu cuốn sách nào đó, chúng ta sẽ thường thấy lời mở đầu ở đầu tiên, nhưng cuốn sách này thì được viết ngược lại. Cuốn sách này bắt đầu với đoạn kết, điều đó một lần nữa muốn khẳng định rằng bạn có thể lật đọc bất kỳ một chương nào của cuốn sách nếu thấy phù hợp với mình trước mà không cần phải đọc lần lượt theo một thứ tự nhất định. Để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hãy bắt đầu mọi thứ ngay ngày hôm nay. Nhiều người thường sống với câu nói giá như tôi còn trẻ hơn tôi sẽ. Thật vậy, đó thường là một câu nói khi chúng ta đã già. Tôi từng đọc một câu nói rằng chúng ta thường già quá nhanh mà sự thông minh lại đến chậm trễ. Để có được ước mơ, bạn phải trả giá cho nó và hãy cố gắng vì những gì bạn mơ ước. Đừng ngại thay đổi để hoàn thiện bản thân hơn. Bạn có biết hình ảnh tự thân là gì không? Đó chính là sự phản ánh chính con người thật bên trong con người bạn. Sự thật là bạn thường xuyên bị lãng phí thời gian vào những việc không tên cho cuộc sống hơn là những điều trực tiếp tạo ra kết quả trong cuộc sống của bạn. Hãy dám thất bại và đừng ngần ngại nói với chính mình rằng mình cần phải thử lại một lần nữa. Nhiều người trong chúng ta thường không tin vào chính mình, luôn nghi ngờ vào khả năng của bản thân. Thậm chí khi bạn đã nỗ lực để giành được đó thì chính bản thân bạn cũng không tin rằng mình có thể làm được điều đó. Tất cả những điều đó cho thấy đó là một hình ảnh tự thân yếu kém. Để có được một hình ảnh tự thân tốt, hãy đến với chương 6 của cuốn sách. Bạn sẽ có được một bản thảo chi tiết cho việc xây dựng một hình ảnh tự thân tích cực. Chúng ta sống trong xã hội là một tập thể, dù ít hay nhiều chúng ta đều có ảnh hưởng đến nhau. Vì thế mà không có ai có thể tự độc lập tách ra và sống một mình được. Một điều dĩ nhiên là các mối quan hệ sẽ nảy sinh trong quá trình chúng ta sống, học tập và trao đổi. Chúng ta thường dễ dàng đánh giá sai một con người qua vẻ bề ngoài. Thay vì đưa ra lời khen ngợi, chúng ta dễ dàng đưa ra những lời nhận xét và nhận định về một ai đó. Thử nhé, hãy kể cho tôi 5 điều bạn không thích ở mẹ mình. Nào, đã có kết quả chứ? Tiếp theo, hãy kể cho tôi 5 điều bạn yêu thích ở mẹ mình. Rồi hãy dừng lại và cảm nhận xem. Có phải khi đưa ra những lời nhận xét sẽ nhanh hơn là việc bạn tìm ra những ưu điểm của người khác nhỉ? Hãy tập cách cho đi những giá trị sống. Chúng ta không thể nào sống mà không có các mục tiêu, không có những định hướng và kế hoạch cho tương lai của mình. Nếu thật là như vậy thì hãy bắt đầu ở đây và lập cho mình một kế hoạch sống thật chi tiết. Bạn sẽ có tất cả nếu bạn bắt đầu công việc với bản dự thảo về cuộc sống của mình. Nhiều người họ không thể xác lập được cho mình được những mục tiêu, hay mặc dù đã cố gắng thử nhưng vẫn không thành công, sau đó họ quay về với phần 2 và mặc định cho bản thân mình là một hình ảnh tự thân yếu kém. Họ có thể xác định những mục tiêu quá cao, song khi bắt đầu hành động không nhận được những kết quả tích cực ngay từ đầu nên dễ dàng dẫn đến việc bị mệt mỏi. Hoặc họ đặt ra những mục tiêu thấp hơn so với năng lực của mình và đạt được nó một cách dễ dàng nên không mấy trân trọng. Suy ra từ đó mục tiêu với họ có cũng được, không có cũng không sao. Làm thế nào để duy trì các mục tiêu? Làm thế nào để các mục tiêu phù hợp với chính bản thân mình? Chắc bạn cũng chung những thắc mắc giống mình nhỉ? Đừng lo lắng, ở chương này, tác giả sẽ hướng dẫn bạn cách để đạt được mục tiêu và đưa ra tiến trình hướng đến mục tiêu của mình, hay nói cách khác là hiện thực hóa kế hoạch của mình. Bạn nghĩ thái độ sống có quan trọng với chúng ta không? Thái độ sống có ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của mỗi người? Thực sự điều này rất quan trọng với mỗi chúng ta. Thái độ sống quyết định rất nhiều đến việc chúng ta làm, cách chúng ta nghĩ và cách chúng ta hành động. Để có một hành động tốt thì chúng ta phải có một bộ não khỏe, một tinh thần không bị bệnh. Có như vậy thì cuộc sống của chúng ta mới có thể tiến về phía trước nhanh được. Trí tuệ của chúng ta như một mảnh đất màu mỡ, khi chúng ta gieo gì vào đó thì chúng cũng nảy mầm và cho chúng ta những kết quả tương ứng. Nếu bạn gieo những suy nghĩ tích cực vào trong suy nghĩ của mình, bạn sẽ gặp được những người bạn như vậy trong cuộc sống. Bạn có từng thấy những người thanh niên rất khỏe mạnh, rất
rất đẹp nhưng lại thường xuyên nằm thủy một chỗ, không thích giao du bên ngoài hay không muốn làm điều gì cả chưa? Hãy thử nhìn xung quanh và cho tôi một đáp án nhé. Tôi tin là có mà, tại sao lại không vậy nhỉ? Những người vừa xinh đẹp lại còn khỏe mạnh như thế, tại sao lại không theo đuổi con đường học tập mà lại sa đà theo các trào lưu của xã hội, sa đà theo các tệ nạn để rồi để lại loạt các hậu quả cho bản thân và cho gia đình? Tại sao lại như vậy? Điều này nằm chính trong thái độ sống của mỗi con người của họ. Họ không chất lọc các thông tin vào trong não của mình để chúng vào một cách ồ ạt và không có sự kiểm soát, nên khiến cho cuộc sống của họ cũng trở nên như vậy. Hãy kiểm tra thật kỹ các thông tin bạn nhận được. Nhiều khi khoảng cách giữa tốt và xấu rất mong manh. Giống như định lý phản lực trong vật lý, khi bạn tác dụng một vật nào đó lên một vật, bạn cũng sẽ nhận được một vật phản lực tương tự. Thật vậy, khi bạn gieo vào tâm hồn mình một hạt giống tốt như việc luyện tập đọc sách, bạn sẽ nhận được kết quả là việc mở rộng tâm hồn hiểu biết. Các cuốn sách sẽ giúp bạn biết đến nhiều người hơn, biết rằng bên ngoài kia còn có rất nhiều người, họ đang rất cố gắng vươn lên, mà từ đó bạn sẽ cảm thấy rất yêu đời và bắt đầu một cuộc sống có ích. Nổi bật ở phần này chính là câu chuyện kể về máy bơm nước, câu chuyện kể về hai người bạn đi qua một vùng nước và thấy rất khát nước. Chính vì thế họ đã dừng lại bên đường và kiếm nước ở một chiếc giếng lên lấy, tuy vậy mới dùng có một ít mà nước đã hết. Hai người bảo nhau cùng nhau cố để lấy nước lên. Họ đã rất mệt nhưng vẫn cố gắng cùng nhau để lấy nước uống. Họ đã mất rất nhiều sức và mệt mỏi nhưng mãi không thấy nước đâu. Một trong hai người đã bày tỏ ý định là sẽ dừng tay không làm nữa. Bạn biết không, nhiều người trong chúng ta thường dừng tay ngay khi họ sắp đạt được điều gì đó mà họ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa. Người bạn đồng hành của anh ta thường không đồng ý và khuyên anh ta nên cố gắng thêm chút nữa. Cuối cùng sóng nước ngọt cũng chảy ra và họ đã có thể uống một cách thỏa thích. Bạn thấy không, mọi điều đều cần sự cố gắng. Bạn hãy cố gắng hết mình, thế nào thì cuối cùng thất bại cũng sẽ chán mặt bạn thôi. Nhiều người trong chúng ta thường xuyên đặt ra những dự định, hoặc họ có thể đã thành công trong việc lập ra kế hoạch trong cuộc đời mình nhưng lại không đạt được kết quả nhiều, hoặc có chăng kết quả cũng không sao. Nguyên nhân là do họ thiếu sự khát vọng với công việc họ làm, họ chán nản, bực bội, thậm chí muốn bỏ việc nhưng lại không thể làm thế. Vì bên cạnh họ còn rất nhiều điều cần phải lo và không còn khoảng trống để cho những mơ ước của họ thành hiện thực. Khi bạn có khát vọng và đam mê, khi ước mơ của bạn đủ lớn thì mọi điều sẽ không thể nào cản được việc bạn tiến về phía trước để đạt lấy những gì bạn yêu thương và xứng đáng thuộc về bạn. Để đạt được thành công là một điều không hề dễ dàng. Chúng ta phải chia tay với những thói quen xấu để đặt bước chân đầu tiên trong quá trình chinh phục ước mơ của mình. Sau đó nên hiểu được tầm quan trọng của việc tự động viên chính mình, các mối quan hệ và những mục tiêu có ảnh hưởng đến chính cuộc sống của bạn. Hãy thật chăm chỉ và nỗ lực cho những gì bạn đang yêu. Đừng ngần ngại tạo mối quan hệ với mọi người, rồi bạn sẽ thấy rằng cuộc sống này đáng sống biết bao. Khi đã có được khát vọng sống của mình, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống xung quanh mình. Cuối cùng, chúc bạn thành công trên con đường bạn chọn.